Ok, chào các chị các bạn đến với IT Club Channel. Mình là Huy Thịnh ITP nha. Mọi người thường giờ khách hàng hay là những anh chị em thân thuộc hay gọi mình là ông thần mèo nha. Bởi vì mình thì rất thích mèo và cũng hay đăng mấy cái clip hay hình mèo này nọ thành ra riết. Bây giờ mấy anh chị em hay gọi mình là ông thần mèo. À thôi, thần hay thánh gì cũng được. Bây giờ thì đầu năm đầu tháng kiếm một mã đang cho năm mới đúng không? À, đây mình thì cũng có một vài cái điểm ngắm cho những mã có chu kỳ đánh trọn một năm nha, chọn trọn một năm 2022. Nhưng thực sự thì mình vẫn còn hơi lăn tăn do một số mã đó nó vẫn chưa phù hợp với đại đa số người dùng. Một số mã thì thanh khoản nó không được cao lắm, một số mã thì cái đường đi của nó vẫn còn hơi chưa rõ nét, mà chúng ta chỉ nên có một cái gọi là đánh theo cái kiểu là thăm dò rủi ro. Vậy thì mình chọn cái mã này. Mã này là mã khá là an toàn, khá là chắc chắn cả về thanh khoản, tên tuổi và cả đường đi của nó đã xác nhận khá là nét rồi, đúng không? Vietjet. Để nói trong ngành hàng không thì bây giờ chỉ có Vietjet, Vietnam Airlines, Bamboo thì nó chưa có lên đúng không? Còn bây giờ Vietjet, nếu mà nói là để kiếm nhân đôi nhân ba thì mình nghĩ là khó. Kiếm đôi nhân ba thì nghĩ rất là khó nha. Nhưng nó sẽ phù hợp với những anh chị nào thích bình ổn, thích ổn định và kiếm khoảng một năm, 40 tới 50% lợi nhuận, 40 tới 50% lợi nhuận, tức là nó gấp 9 tới 10 lần tiền lãi ngân hàng và phù hợp kể cả những nhà đầu tư có số vốn lớn. Và đó là mã Vietjet này. Mình đã từng giới thiệu mã Vietjet này một lần rồi, cách đây cũng cỡ gần một tháng ha. Đó thì mình có nói là khi nào Vietjet nó về gần cái vùng này đó, gần cái vùng này ở đây vùng 120 này, có thể là bắt được để mà cho chu kỳ đánh cả ngắn lẫn trung hạn. Bây giờ mình lại một lần nữa cập nhật nó với con Vietjet này ha. Vietjet này thì bây giờ điểm mua mới của nó khá là khó để chờ nó về 120. Các anh chị có thể chờ cái nhịp chỉnh của nó, chờ nhịp chỉnh của nó, khi nó test về cái vùng 125 cho tới 126, đó là về càng gần vùng đó càng tốt, có thể mua được để đánh cho một cái chu kỳ ngắn cũng được mà trung cũng được. Ngắn hạn thì mục tiêu lần này chúng ta chỉ đánh lên tới vùng là 133, 134, tức là với mục tiêu là chỉ khoảng 7% thôi, 7%. Mục tiêu này là trước Tết, trong khoảng 2 tới 3 tuần. Em tiêu trước Tết khoảng 2 3 tuần. Nếu hiện tại vào liền thì hơi là khó ha, nhưng khả năng là con này nó sẽ có một chút xíu tích lũy khi mà lên đây, lại tích lũy trở lại nền này. Và khu vực 126 này trở lên thì nó mới chính xác là cái vùng để cho chúng ta vào lệnh ở đây nha. Đó, vào lệnh đây. Đường đi của nó thì mình đã vẽ ra cho các anh chị có thể là nhìn thấy rồi, ở đây đúng không? Đó. Khi test lại vùng 126 đây. Đó. Lần thứ hai đi lên nữa thấy là nó sẽ vượt qua được cái trendline này. Vượt được trendline này. Lên tới vùng 135. Đó. Đây là một cái chu kỳ mà chúng ta có thể đánh lên được nha, chốt nhanh đây. Chốt và chờ đợi những cú test xác nhận ở vùng 130 131 này ở đây. Khi nó bật từ vùng 130 131 này bật trở lên tiếp nữa thì đó chúng chính xác là chúng ta đã bước vào một xu hướng mới, một cái trend mới, và đó là cái trend tăng đồng thuận. Khi đó thì từ cái vùng 130 131, mục tiêu chúng ta để đánh trong trung hạn sẽ là vùng giá 160 nha, 160 cho tới 170, đó là mục tiêu trung hạn của chúng ta. Đó là tại sao mình nói là một năm có thể kiếm 40 tới 50% đối với công việc xét này. Thậm chí nếu mà các anh chị nào chỉ muốn đánh một điều thôi thì có thể chờ con này về cái vùng 126 125 này đây để đánh đúng một điều đó cũng được. Và nếu kịch bản đi càng ngày càng khớp, càng ngày càng giống, mình có thể gia tăng dần lên ở những cái mốc mà mình đã biết ở đây. Tăng dần lên, đó là những mốc thế này. Đó, những mốc 130 131 này có thể gia tăng tiếp lên được nha. Và thậm chí khi vượt hẳn 137 chúng ta vẫn tiếp tục gia tăng được lần nữa. Đó. Một năm đánh một điều thôi, gia tăng 3 lần và lợi nhuận 40 tới 50%. Ok chứ? Thôi, không có gì hơn. Chúc các anh chị một năm mới thành công, vững vàng, phát đạt. Hẹn gặp lại các anh chị ở những mã lần sau. Hãy luôn luôn nhớ ITP
Và ông thần mèo này sẽ luôn đồng hành cùng các anh chị. Rất mong được nhận được những phản hồi và comment trong các ý kiến. Hẹn gặp lại chị ở mã lần sau nha. Peace.